Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Bến Đục Bến Trong, tác giả Trân Trần. Khôi dự tính làm bộ truyện này trong vòng 4 tập, và ngay bây giờ, Khôi xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ở một vùng quê nọ, có một ngôi nhà được cất ở cuối thôn. Ngôi nhà tuy đơn sơ, nhưng lại nô nức tiếng đùa vui của trẻ nhỏ. Có một tiếng nói cất lên. Lại à, lấy cho cha một ly trà uống giải khát cái cô con. Dạ. Đó là tiếng của ông Mười Văn nhờ giả con gái mình. Ông Văn năm nay đã ngoài 40 tuổi, cha mẹ ông có 10 người con và ông chính là người con thứ 9. Nên người dân quanh đây thường hay gọi ông là ông Mười. Năm 21 tuổi, ông được cha má cưới về cho một cô vợ xinh đẹp, nhưng lại không có mấy gì là hiền diệu. Bù lại, bà khỏe mạnh tháo vát, giúp đỡ chồng mình rất nhiều trong việc đồng án. Bà nhỏ hơn ông 2 tuổi, tên là Nhàn. Hàng xóm xung quanh vẫn thường hay kêu bà theo thứ tự của chồng mình trong nhà là bà Mười. Bà có với ông được 2 người con, một gái một trai, đủ nếp đủ tẻ, nên đến nay ông bà vẫn không có thêm một đứa tì nào nữa. Đứa đầu tiên bà sanh là con gái, được đặt tên là Nhài. Đứa sau là con trai, được đặt tên là Nhân. Cả hai đứa con đều là báu vật của bà. Bà dạy cho chúng tất cả những gì mà bà biết. Lại năm nay 19 tuổi. Thời đó 19 tuổi là đã có thể lấy chồng sinh con được rồi. Cô thừa hưởng cái nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của má mình và cái nụ cười tinh khiết của cha. Nhìn cô từ trên xuống dưới, chẳng có cái gì để chê. Tính tình có chút nhút nhát, nhưng bù lại là cái tánh cần cù siêng năng, khéo ăn nói. Ông Văn rất tự hào về đứa con này, vì từ nhỏ cho đến lớn, nó chưa từng làm cho ông phải phiền lòng hay bị ai mắng vốn một câu nào. Còn thằng Nhân, năm nay chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi còn mê ăn mê chơi, chưa phụ hay đỡ đần cho cha má gì được nhiều. Mặc dù chơi thì Nhân có mê chơi thật, nhưng chuyện học hành vẫn điểm cao nhận thưởng mỗi năm, không bao giờ làm cho ông bà phải khiển trách điều gì. Ông Giang cũng là một người đi lính lúc còn trẻ. Ông phục vụ cho nước nhà được 2 năm. Trong một lần đi do thám rồi bị phát hiện, ông và đồng đội của mình bỏ chạy thục mạng, may mà thoát kịp. Nhưng hai người đã bị đạn xuyên thủng qua chân rồi bị tật nguyền, không thể phục vụ nước nhà được nữa. Người đồng đội kia của ông cũng không may mắn gì hơn ông là bao. Cũng vì vậy mà ông được quay về nhà vì đã là phế binh và được nhận trợ cấp mỗi tháng. Mặc dù số tiền không nhiều, nhưng đối với gia đình ông có còn hơn không. Từ trong nhà lại bước ra, tay bưng ly trà đưa cho cha mình rồi nói: "Trà nè cha, bữa củi hồi sáng giờ chắc cha mệt rồi, để con tiếp tay cho." "Thôi khỏi đi mày, còn chút nữa là xong rồi. Bay kêu thằng Dân phụ ôm củi đem vô nhà bếp cho má bay nấu ăn đi." "Dạ." Thường ngày, gia đình ông kiếm sống bằng nghề giăng lưới bắt cá ngoài bờ sông, rồi đem bán kiếm chút tiền trang trải cuộc sống gia đình. Cả nhà quay quần bên nhau ăn cơm vui vẻ như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Mới sáng sớm hôm sau, ông Dân đang lôi cui lấy giỏ ra sông dở lưới, thì nghe bên ngoài có tiếng gọi. "À, anh Dân ơi! Có nhà không?" Giọng của một người đàn ông đứng tuổi làm cho ông Văn có chút quen thuộc. Ngước đầu lên xem thì bỗng ông vui mừng đi nhanh ra ngoài, ôm người đàn ông đó nói lớn: "Trời ơi, anh Chiến, lâu rồi không gặp, cỡ này thấy mập ra rồi nghen." Người đàn ông cười tươi niềm nở, nhìn rất dễ mến, trả lời ông: "Có đâu, anh cứ nói quá lên hà. Ủa, mà sao anh tìm được đến đây hay vậy?" "Đúng ra là hai cha con tôi đang đi công chuyện ở xóm kế bên nè. Bỗng đi ngang đây, cái nhớ lại lúc trước anh nói với tôi là quê của anh ở đây, nên tôi mới dò hỏi người dân xung quanh rồi tìm được đến đây." Giọng hai người cười lên sang sảng, vang vọng vào bên trong nhà. Bà Nhàn đi ra thì thấy có người lạ trước sân, bà hỏi: "Ai vậy ông?" "À, đây là bạn của tôi và cũng là đồng đội trên chiến trường của tôi đó bà." "À, vậy hả? À, mời ông anh vào trong nhà uống miếng trà với ông nhà tôi."
Ông Ba Chiến gật đầu cười vui vẻ rồi đi vào trong nhà với ông bà Mười. Vào tới trong nhà, lúc này ông Giang mới để ý theo sau ông Chiến là một thanh niên mặt mày sáng sủa cao ráo, mặc dù nước da có hơi ngăm đen. Ông liền hỏi: Còn đây là ai vậy anh Chiến? Giới thiệu với anh, đây là con trai lớn của tôi, tên Trường, năm nay 20 tuổi. À, anh cũng có con trai lớn bổn đó nè. Vậy nhà anh được mấy cháu? Nhà tôi được 4 cháu, 2 trai 2 gái. Trời quơ, cặp nếp cặp tẻ, được vậy là quá mừng cho anh rồi. Vậy còn anh thì sao? Tôi được 2 cháu, 1 gái 1 trai. Nói rồi, cả hai ông đều cười lên ha hả, gian cả một nhà. Ông Giang thấy có Chiến Hữu đến thì kêu vợ mình ra chợ mua rượu và một chút mồi đem về làm một bữa thịnh soạn cho ông bạn Hiền và ông Nhắm Nháp. Trong lúc hai người vừa cụng ly vừa trò chuyện với nhau, còn có cả sự góp mặt của Trường và cả nhà ông Giang. Uống một hồi lâu thì ông Chiến cũng đã ngà ngà say. Ông quay qua bạn mình mà nói: Anh Giang à, anh còn nhớ lúc hai anh em mình còn đang trong cứ điểm chuẩn bị ra chiến trường đã từng hứa gì với nhau hay không? Ông Giang ra chịu suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn chưa suy nghĩ ra là ông đã hứa với bạn mình những gì. Ông bèn hỏi: Chúng ta đã hứa chuyện gì ta? Sao tôi chả nhớ gì cả? Anh á, đúng là cái đồ mau quên mà. Ông Chiến vừa nói, vừa nấc lên một tiếng, giọng có chút lè nhè. Ông nói: Anh đã hứa với tôi á, nếu như sau này con đầu của anh là con trai, con đầu của tôi là con gái, hoặc ngược lại, thì chúng ta sẽ cho hai đứa nhỏ nên duyên rồi kết làm thông gia. Tôi nói vậy anh đã nhớ chưa? Nhớ, tôi nhớ rồi. Vậy sẵn hôm nay có mặt đông đủ ở đây, tôi và anh xem như hứa hôn như lúc ban đầu luôn đi. Dù gì con là nhà tôi, năm nay cũng vừa đủ tuổi để lấy chồng rồi. Cái này tôi nhất trí à nha. Quyết định vậy đi. Nửa tháng sau, tôi sẽ đem câu trầu qua hỏi cưới cháu lại cho thằng Trường nhà tôi nghe anh. Hai ông cứ ngồi đó nói chuyện luyên thuyên mà không để ý sắc mặt của Trường đang dần dần biến sắc. Gương mặt anh tràn đầy sự khó chịu, nhưng chắc gì anh ngán ngẩm thế lực của cha mình trong nhà nên mới im lặng, không dám nói gì. Còn về phía lại, cô cũng không biết là bản thân cô nên vui hay nên buồn đây. Suốt 17 năm cô sống trên đời này chưa từng để ý hay thương thầm ai cả, mặc dù có rất nhiều người vì cái vẻ đẹp mỹ miều và cái tính nết hiền dịu của cô mà điêu đứng. Bà Nhàn khẽ nắm đôi tay của con gái mình, thầm an ủi trấn an tinh thần cô. Lại len lén liếc mắt nhìn sang Trường xem biểu hiện của anh, nhưng cô thấy anh như một tảng băng không hề có một chút biểu hiện gì, khiến cô có chút buồn trong lòng. Hai người nhậu đến trưa thì say khướt, lăn ra cái gián gỗ ngủ khò. Trường có chút ngại, không biết phải làm sao, nên đành đi ra sau nhà. Thấy Nhân đang ngồi bên gốc cây dừa cạnh ao cá sát bên giáp nhà. Thấy nó có vẻ u buồn, Trường tiến lại gần ngồi sát bên, hỏi: Làm gì mà ngồi đây buồn hiu vậy nhóc? Thằng Nhân thoáng chút giật mình, nó quay qua nhìn Trường rồi đáp: Anh Trường có ý định lấy chị hai em thiệt không anh Trường? Thoáng chút sượng vì câu hỏi của cậu nhóc nhỏ, anh ngượng ngùng: Hồi nãy cha anh với cha em đang xỉn nên nói bạ vậy thôi, chứ chuyện chưa chắc đã là thật đâu em. Em cũng mong là như vậy. Bộ em không muốn chị hai em được gả đi hả? Không, đương nhiên là em muốn rồi. Nhưng nếu chị hai đi rồi, em ở nhà có một mình với cha má, em buồn lắm. Trường chỉ lo trò chuyện với Nhân mà không để ý Lại cũng đang đứng sau lưng hai người. Lúc nãy cô định đem vài cái bánh hồi sáng mẹ cô đi chợ mua về đem ra cho anh ăn. Ai dè vừa đi ra thì nghe cuộc trò chuyện của hai người làm cho cô có chút khựng lại. Đến xế chiều, ông Chiến ngủ dậy, thấy trong người đầu vẫn còn ê ẩm, nhưng vì sợ bà nhà trông nên đành cáo từ về ngay trong ngày. Lúc này ông Giang vẫn còn đang nằm trong nhà ngủ mê man, không biết chuyện gì. Cho đến sáng hôm sau ông tỉnh dậy thì trong nhà vẫn hoạt động bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì, và hôn sự của Lại và Trường cũng không có nghe ông nhắc đến. Lại cũng chẳng biết là cha mình còn nhớ hay đã quên.
cô cũng không dám hỏi hay có ý kiến gì, bởi vì thời bấy giờ vẫn còn phong kiến lắm. Cha má đặt đâu con ngồi đó, chứ không dám ho he tiếng nào. Về phía bà Nhẹn, bà vẫn nhớ như in cái mối hôn sự này. Đêm nào, bà cũng nhắc ông Giang phải nhớ đến hôn sự của Lại sắp đến. Mà những ngày đó đều đúng ngay những ngày ông Giang uống say với mấy ông bạn. Người miền quê mà, sau mỗi lần làm mệt thì mấy ông lại kéo nhau dọn chỗ làm vài ly cho có lệ, rồi mạnh ai nấy về. Nên ngày nào ông Giang cũng có một chút men trong người cả. Cái tánh ông thì lại hay quên, nên uống rượu vào thì buồn ngủ, sáng tỉnh dậy thì lại quên tất tần tật. Mấy lúc nghe vợ dặn dò, lỗ tai ông Giang lại lùng bùng, chẳng nghe rõ bà nói gì. Mà buồn ngủ quá nên ông cứ lật gà lật gật cho qua chuyện. Vào một hôm trời trong mây trắng, mới sáng sớm, gió thổi mát run người, thì ông Chiến lại đến. Khác là lần này, không phải chỉ ông và Trường đến nữa, mà là có đến 5 người. Họ ăn mặc trang nghiêm đẹp đẽ, làm cho cả nhà ông Giang cũng có chút ngỡ ngàng. Ông không ngờ, bạn ông lại một lời nói ra như đinh đóng cột như vậy. Thế là ông Giang tất bật chạy vào buồng, lấy ra một bộ đồ mới nhất, được cất đã bao nhiêu năm mà ông không dám bận, trừ khi có đám tiệc gì quan trọng mới lôi ra bận. Thay nhanh bộ đồ mới vào, ông bước ra đón tiếp bạn Hiền vào nhà, làm cho cái nhà đang im lìm bỗng náo nhiệt. Bà Nhàn cũng là người biết chuyện, vừa thấy khách đến liền hiểu ra ngay chuyện gì, nên liền thúc giục lại vào buồng sửa soạn thật đẹp vào. Rồi về phần bà cũng luồn cửa sau chạy ra cái lú mới đặt lúc tối kéo lên để có cái tiếp đại khách quý. Trong chuyện tốt này lại có hai người không biết nên cảm thấy vui hay nên buồn. Lại cứ nhìn vào mặt của Trường thì lại cảm thấy bất an. Cô thấy anh dường như không thích cuộc hôn nhân này diễn ra, bởi vì mỗi lần cô nhìn anh đều thấy như đang nhìn vào một cõi hư vô nào đó, không quan tâm đến cha má hai bên đang bàn với nhau điều gì và đám cưới sẽ được diễn ra như thế nào. Lòng cô đinh ninh, chăng cuộc nhân duyên này sẽ không suôn sẻ gì mấy đâu. Nhưng dù cho nó có như thế nào, cô cũng chẳng dám cãi lại cha má mình. Phận làm con, cái chữ hiếu đi đầu mà. Sau khi mọi chuyện đã được bàn bạc xong xuôi, đêm hôm đó, bà Nhàn đi đến cửa buồng con gái mình, thủ thỉ đôi điều. Lại à, ngủ chưa con? Dạ, con chưa ngủ đâu má. Vậy má vào nghe. Bà Nhàn vén màn đi vào, ngồi xuống bên cạnh Lại, nắm lấy đôi tay mịn màng trắng trẻo của con gái mình. Bà nói, tháng sau là con phải gả cho nhà của chú Chiến rồi. Con nghe mẹ dặn nè, nghề cực khổ nhất trên đời này là nghề làm vợ, làm dâu và làm mẹ. Nghề mà không ai nhắc đến, một mình lặng lẽ âm thầm vượt qua. Một năm 365 ngày, không lương, không được nghỉ phép, mà đôi khi còn không được trân trọng. Cho dù có như vậy, thì con cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ và một đứa con dâu trong nhà. Con có hiểu những điều má vừa nói hay không? Lại gật đầu nhẹ nhàng, ra chiều đã hiểu. Bà nhẹ nói tiếp, những điều đó đều là do người chồng mà ra. Người phụ nữ sướng hay khổ cũng đều là do cách hành xử của người chồng mà ra. Bởi vậy con cũng đừng lo lắng quá làm gì, số ai nấy hưởng. Thằng Trường theo má cảm nhận thì nó không phải là người lỗ mãng hay cộc cằn gì cả. Không phải là nó không thương con, mà chỉ là hai đứa mới gặp nhau có vài lần, nên tình cảm nó chưa đủ để thể hiện mà thôi. Trong lòng con gái của má nghĩ điều gì, má đều biết rõ. Có phải con thấy nó lạnh nhạt với con, cho nên con cảm thấy phiền lòng, có phải như vậy không? Dạ, má nói đúng. Chỉ có má mới hiểu được con mà thôi. Má yên tâm đi, con sẽ cố gắng là một người vợ hiền, một con dâu thảo, để cha má không phải mất mặt với hàng xóm láng giềng đâu. Ừ, được vậy thì má an lòng rồi. Thôi, con nghỉ ngơi đi, má cũng đi ngủ đây. Dạ. Tối đó, Lại ngẫm nghĩ những điều mà má mình đã dặn dò trước khi được gả đi. Cô nhớ lại những biểu hiện của Trường. Anh quả thật là người biết lễ nghĩa. Từ những lời nói và cử chỉ của anh khiến cô cứ nghĩ mãi trong đầu. Có lẽ anh là mối tình đầu mà cô yêu đơn phương chăng? Có thể bây giờ anh chưa thích cô, nhưng sau này lấy nhau về
mưa dầm thấm đất, dần dần anh cũng sẽ có cảm tình với cô mà thôi. Lại cứ nghĩ theo hướng tích cực, nên tinh thần cảm thấy thoải mái hơn một chút mà ngủ thiếp đi. Tâm hồn của một cô gái trẻ tuổi mới lớn, nó ngây thơ như vậy đó, lại đâu nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ mở màn bao nhiêu khổ đau trong đời của cô. Đúng ngay vào tháng sau, một đám cưới rền rang được tổ chức tại một nơi xa nhà của Lại. Trong đám cưới, chú rể tuy mỉm cười, nhưng trong lòng lại nặng trĩu nỗi sầu che kín. Đến giờ đi rước dâu, ông Chiến và đoàn người bưng mâm câu trầu, ngũ quả, trà bánh đến nhà của ông Văn với vẻ mặt vui mừng niềm nở. Ông Văn ra trước sân nhà đón tiếp nồng hậu. Cô dâu tạm biệt cha má rồi rời bước theo nhà chồng trong nhiều cặp mắt tiếc nuối của nhiều chàng trai trẻ quanh đây. Sau khi tiệc tàn, chú rể vào trong phòng, nằm trên giường ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi vì cả ngày phải đi bàn này bàn kia tiếp rượu. Còn Lại thì lại thay bộ áo dài cưới đỏ thẫm ra, mặc lại bộ đồ bà ba mà thường ngày cô vẫn hay mặc, rồi đi xuống nhà sau phụ mấy đứa em dâu rửa chén, dọn dẹp tàn cuộc. Mặc cho mấy đứa em không cho làm, nhưng Lại vẫn cố chấp nhào vô phụ đỡ, làm cho ai cũng nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến. Bà Lan là vợ của ông Chiến, mẹ của Trường, nhìn Lại làm mà hài lòng trong dạ. Đúng là chồng bà không nhìn lầm người. Dọn dẹp xong xuôi, Lại đi vào phòng của mình, ngồi xuống ghế mệt mỏi. Nhà chồng còn bự hơn nhà cô gấp 5 lần. Thay vì nhà cô là nhà tiền chế, thì nhà chồng cô lại là ngôi nhà gạch ngói kính cổng cao tường, nhìn rất sang trọng. Mỗi đứa con của ông Chiến đều có một căn phòng nhỏ riêng biệt, chứ không phải như nhà cô lấy một tấm màn kéo bao một góc nhà lại làm một cái buồng ngủ. Thấy Trường nằm đó ngủ li bì, Lại cũng có chút buồn trong lòng. Nguyên cả một buổi tiệc, anh chỉ lo tiếp rượu, không hề ngó ngàng gì đến cô. Anh không hề hỏi cô có mệt hay không, ở đây có quen hay không, anh không hề quan tâm cô. Người ta nói trong đêm tân hôn là đêm mà tất cả mọi người phụ nữ đều mong chờ trong sự hạnh phúc. Còn cô thì không thấy như vậy. Cô chỉ cảm thấy cô đơn quạnh quẽ, buồn bã, muốn rơi nước mắt. Chồng cô không hề đoái hoài gì đến cô, mà chỉ nằm đó ngủ ngon lành, mặc cho vợ mình cô quạnh giữa một nơi lạ lẫm như thế này. Lại buồn bã đi đến bên giường nằm xuống. Cô tự nghĩ, thôi thì cứ bỏ chuyện này qua một bên đi. Dù gì từ sáng cho đến giờ, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Nghĩ thế, Lại liền cố nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ. Trường nghe có tiếng động thì tỉnh dậy ngay. Vì tính anh vốn khó ngủ, nên hễ có tiếng động một xíu là giật mình tỉnh giấc liền. Anh đưa tay mò mẫm xung quanh thì chạm ngay vào lưng của Lại. Bởi vì cả ngày nay Lại quá mệt mỏi, nên vừa nằm xuống là đi vào giấc ngủ ngay. Trường chạm vào cô cũng không hay biết. Bàn tay Trường chạm vào làn da mịn màng của một người con gái xuân xanh mơn mởn thì trong lòng rạo rực khôn nguôi, dục tính đàn ông trong Trường trỗi dậy kịch liệt. Trường giang ra cánh tay lực lưỡng kéo cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng sờ soạn những vùng nhạy cảm trên cơ thể tinh nguyên của cô. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, từ từ đè lên người cô, hôn tới tấp. Lại tuy có chút ngại ngùng, nhưng cô nghĩ có khi nào là anh đang trêu ghẹo cô chăng? Lúc nãy rõ ràng thấy anh đã ngủ say, lại hành sự gấp gáp như thế này. Lại thả lỏng người, hưởng ứng theo chồng mình, thì nghe gian giảng bên tai tiếng của Trường nói: Loan à, anh yêu em, anh yêu em. Câu nói khiến cho Lại cứng đơ cả người. Loan, Loan là ai? Sao anh ấy lại kêu một người con gái khác khi đang ân ái với vợ mình? Chẳng lẽ trước khi cưới cô, anh đã yêu một người con gái khác rồi hay sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Hèn gì từ lúc hôn sự giữa anh ấy và cô được định ra, cô chưa từng thấy anh vui vẻ hay tỏ ra dịu dàng với cô một lần nào cả. Lại đau xót, buông thõng đôi tay đang ôm cứng lấy Trường, mà cho anh thô bạo, dày dò thân xác và lấy đi cái ngàn vàng của cô không một chút thương tiếc. Cô nghĩ, dù gì đây cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt từ phía hai bên gia đình. Rất có thể Trường đã có người yêu trước đó, nhưng vì cuộc hôn nhân sắp đặt này nên mới...
Dù gì, chuyện cũng đã lỡ rồi, gạo cũng đã nấu thành cơm. Lại tự nhủ trong lòng, sẽ cố gắng làm một người vợ thật tốt để thuyết phục được trái tim của Trường. Sáng ra, lại tỉnh dậy trong sự đau buồn và ê ẩm khắp cả người. Suốt đêm, cô cứ nằm đó khóc sướt mướt. Cô cảm thấy tấm chân tình của cô đang bị tổn thương. Nhìn sang bên cạnh, Trường đã biến mất. Cô cố gắng ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo cho tươm tất, rồi bước ra ngoài. Theo thói quen thường ngày, lại thức dậy là lúc trời vừa sáng. Lúc này, cả nhà ông Chiến vẫn còn im lìm. Chắc do hôm qua mệt quá nên mọi người chưa dậy. Lại đi khắp nhà để xem Trường đã đi đâu mất. Cô nghe có tiếng bữa củi ở đằng sau nên đi nhanh về hướng đó. Trường đang cầm một cây búa to, bữa lấy bữa để một cây gỗ lớn, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Không biết là anh đã dậy từ lúc nào. Nhớ lại chuyện đêm qua, cô lại cảm thấy có chút e dè với anh. Lại không nói gì, đi đến bên bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Trong cái lu được đặt cạnh bếp đã có sẵn một con cá lóc to tổ chản nằm trong đó từ bao giờ. Chắc là của chồng cô bắt được. Tối qua cô dọn dẹp đâu có thấy con cá nào ở trong này. Ngày đầu tiên ở nhà chồng nên lại còn bỡ ngỡ lắm. Cả nhà ngủ dậy thì đã nghe mùi cháo cá thơm lừng. Trường đối với lại vẫn dậy, anh tôn trọng và cư xử đúng mực với cô. Mỗi người một việc, Trường thì phụ cha ra đồng, còn lại thì ở nhà, phụ má chồng đỡ đần việc nhà cùng mấy đứa em chồng. Đến tối, hai người về phòng thì mạnh ai nấy ngủ, không nói với nhau một lời. Bề ngoài, Trường vẫn ăn nói nhẹ nhàng. Cô hỏi thì trả lời, chứ tuyệt nhiên không trò chuyện với cô bất cứ câu nào khi không cần thiết. Đúng 3 tháng sau, hôm nay Trường giăng lưới bắt được rất nhiều cá tép mang về. Hai đứa em gái của Trường, một đứa tên Liên, một đứa tên Hoa, còn một đứa con trai út được cưng nhất nhà, chỉ mới 9 tuổi, tên là Thọ. Cả ba chị em gái đang phụ nhau mần cá thì bỗng mùi tanh của cá khiến lại thấy nhờn nhợn ở cổ, và rồi oẹ oẹ hai tiếng lại bịt miệng chạy đi chỗ khác nôn ói cho đến khi mặt xanh lè xanh lét rồi mới quay lại. Liên và Hoa thấy thế liền chạy đến bên lại hỏi: "Chị hai sao vậy? Bộ chị hai có bầu hay gì á mà nghe mùi cá cái chạy trối chết vậy?" Lại nghe thấy Liên hỏi thì mới nhớ là hai tháng nay kinh nguyệt của cô vẫn chưa có, trễ sắp sang tháng sau luôn rồi. Cũng vì bận bịu nhiều nên lại cũng không để ý là mình bị trễ kinh. Chẳng lẽ cô đã có bầu rồi hay sao? Hèn gì mấy ngày nay cô cứ cảm thấy mệt mỏi trong người, không muốn làm gì cả, mà chỉ muốn ngủ cả ngày mà thôi. Lại khẽ mỉm cười, làm cho hai đứa em hiểu ý mừng rơn. Hai đứa em chạy vào trong nhà, la hét sùm cho cha má nghe: "Cha má ơi, cha má ơi, chị hai có bầu rồi, có bầu rồi, cha má sắp có cháu ẵm rồi." Bà Lan đang ở đằng trước phơi mấy con cá khô, nghe thế thì chạy lại chỗ Liên và Hoa hỏi lại: "Bày nói cái gì? Chị hai bày có bầu rồi hả?" "Dạ đúng rồi, hồi nãy đang ngồi mừng cá với tụi con, tự nhiên chị ấy mặt xanh lè xanh lét chạy đi ói quá trời. Con nghe mấy bà ngoài chợ nói đàn bà mà hôi cơm tanh cá là có bầu rồi phải không má?" Đúng rồi, con tự mau lên chạy đi kêu cha với anh hai bây về nhà lẹ lên." "Dạ." Cả nhà ai cũng hứng khởi khi nghe tin lại có thai, làm cho cô vui mừng khôn xiết. Cô nghĩ thầm trong bụng, đứa bé này xuất hiện chắc chắn sẽ làm cho Trường rất vui và cải thiện tình cảm của hai vợ chồng cô chuyển sang hướng tốt hơn. Ông Chiến và Trường lập tức về nhà. Ngay khi nghe tin này, ông kêu con trai mình đưa lại đến nhà của đốc tờ xem mạch. Và đúng y như dự đoán ban đầu, lại đã có thai được gần 3 tháng. Cả nhà nghe kết quả thì vui mừng như Tết đến. Lại thấy Trường tỏ ra không buồn cũng chẳng vui. Anh ngồi ở một góc nhà, hai tay nắm chặt lại với nhau, ra chịu quả quyết lắm. Cô không biết là anh đang suy nghĩ điều gì. Chắc tại anh vui quá vì lần đầu được làm cha nên không biết phải xử sự như thế nào.
Đến chiều ăn cơm xong, thì Trường đi ra ngoài không biết là đi đâu. Anh đi rất lâu, cho đến tối thì quay về với vẻ mặt hồi hộp. Đi thẳng vào phòng của hai vợ chồng, thấy Lại đang nằm ngủ, nên anh nhẹ nhẹ lấy ba lô ra, xếp vài bộ đồ vào trong, rồi ngồi xuống bàn, lôi giấy tập ra, viết gì gì đó, rồi rời đi nhẹ nhàng từ tốn, mà không hề có ai hay biết. Từ chiều, Lại thấy Trường ra ngoài, thì cũng có chút thấp thỏm. Nhưng cô nghĩ anh chỉ ra ngoài đi dạo một chút rồi về, nên cũng không lo lắng gì mấy. Vì thường ngày, anh vẫn hay đi hóng mát như vậy. Hiện tại, cô đang mang thai, nên không kìm được cơn buồn ngủ. Cô ngồi trên giường, mặt hướng ra cửa phòng chờ anh về, nhưng rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi Trường về và rời đi, cô cũng chẳng hay biết gì cho đến sáng hôm sau. Mới sáng, Lại giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng bà Lan la làng bên ngoài. Cô bật dậy nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy Trường đâu. Chẳng lẽ đêm qua anh đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Cô quên đi mình đang có thai mà chạy nhanh ra ngoài theo hướng tiếng gào khóc của bà Lan và tiếng chửi rủa của ông Chiến. Cái thằng khốn nạn, nó đúng là một mối ô nhục của cái nhà này mà. Vợ con đầy đủ không muốn, lại muốn gia đình xào xáo, rồi làng xóm chê cười thì mới vừa lòng nó. Tiếng của bà Lan vừa khóc vừa trách ông. Ông còn ở đó mà chửi nó hay sao? Tất cả đều là do ông đi hứa hôn bậy bạ, không hỏi ý kiến của con cái nên mới xảy ra cái cớ sự như thế này. Tôi làm cha mà phải đi hỏi ý kiến nó hay sao? Tôi đẻ nó ra được thì cũng định đoạt hôn nhân của nó được chứ. Ông gia trưởng vừa vừa thôi, cũng tại cái tánh ông như vậy á mà bây giờ tôi mất một đứa con trai ngoan rồi đó. Vừa lòng ông chưa? Hôm ông già nó đi công việc về, nó đã nói là nó thương con bé Loan nhà ông Duẩn rồi, mà ông không chịu thành toàn cho nó. Ông bắt ép nó phải cưới vợ theo ý của ông. Nó không chịu thì ông đòi sống đòi chết, rồi hăm dọa cho đến khi nào vừa lòng mới thôi. Giờ thì ông thấy hậu quả chưa? Rõ ràng là nó làm chuyện sai trái, mà bà còn binh vực cho nó như vậy hay sao? Đúng là con hư tại mẹ mà. Ông bà xưa nói chẳng sai câu nào. Ông... Liên, Hoa và Thọ nghe cha má cãi nhau sùm như vậy thì hết sức não lòng. Thằng Thọ nhìn sang phía khác thì hết hồn khi thấy Lại đang đứng chần chần ở đó ngớ người, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Nó lắp bắp kêu lớn. Chị hai! Hai ông bà nghe tiếng của thằng Thọ thì giật mình im bặt. Nãy giờ một người thì đau lòng, một người thì tức giận, nên chẳng ai nhận ai một câu nào mà nói hết tất tần tật chuyện Trường không muốn cưới Lại vì đã yêu một người khác cho cô nghe hết. Lại hụt hẫng đi từng bước đến chỗ lá thư Trường để lại bị giò nát quăng xuống nền. Tay run run, Lại mở ra đọc. Thưa cha má, con là một đứa con trai bất hiếu khi đã bỏ cha má, bỏ nhà, bỏ mấy đứa em nhỏ và bỏ một người vợ mà con không yêu Lại mà rời đi. Thời gian qua, con nghe lời cha mà cưới Lại. Cô ấy là một người con gái tốt, đoan trang hiền thục, hiểu lễ nghĩa, đúng mực một người vợ hiền, một con dâu thảo. Nhưng người con yêu là Loan chứ không phải Lại. Cha má muốn con cưới vợ thì con cưới. Cha má muốn có cháu ẩm bồng và nói giỏi thì cũng đã có rồi. Nhiệm vụ của con coi như đã xong. Con xin cha má cho con nợ lại chữ hiếu này, kiếp sau con xin trả bằng mọi giá. Còn kiếp này, con nợ Loan một danh phận. Cô ấy cũng đã có mang với con được 2 tháng hơn rồi cha má à. Con sẽ dẫn cô ấy đi thật xa, đến nơi mà chẳng ai quen biết đến tụi con, để làm lại một cuộc đời mới, một cuộc sống mới. Xin cha má hãy tha thứ cho sự nông nổi bồng bột này của con. Còn Lại và đứa nhỏ trong bụng, con sẽ giao lại cho cha má muốn làm gì thì làm. Mong là cô ấy sẽ hiểu cho con và tha thứ cho một kẻ tồi tệ bị ổi này. Vĩnh biệt, con trai bất hiếu của cha má. Lá thư trên tay của Lại rơi xuống đất, cô cũng gục ngã theo. Mọi người nhào đến đỡ cô dậy, an ủi đủ điều,
vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nhưng những câu an ủi đó làm gì có thể lọt vào tai của cô được. Cô nghe như có tiếng gì đó đang ù ù bên tai, vậy thôi. Mặc cho những câu nói từ khuyên nhủ cho đến hỏi han lại không quan tâm. Đầu óc cô chỉ xoay quanh về cha đứa bé. Tại sao anh lại có thể làm như vậy với cô? Nếu như đã không yêu cô, thì anh ta có thể từ chối hoặc nói trước cho cô biết từ lúc ban đầu. Thì giờ đây, làm gì xảy ra những chuyện như thế này? Ngày đầu về đây làm dâu, cô đã nghe anh nhắc đến tên Loan trong lúc say mềm. Cô nghĩ chắc là tên người yêu cũ của anh, hoặc là một người con gái đã từng bước qua đời anh, khiến anh ấn tượng quá sâu. Cô đã tự diễn ra rất nhiều lý do trong đầu để tự trấn an mình. Thậm chí cô sẽ trở thành một người vợ ngoan hiền để cảm hóa anh chuyển sang yêu cô. Thời gian sẽ làm cho anh quên đi người đó, cho dù là bao lâu, cô cũng sẽ chờ. Nhưng không ngờ, anh lại coi cô như một máy đẻ nối dõi cho gia đình anh. Anh không quan tâm đến cảm giác của cô, anh chỉ lo cho hạnh phúc và lòng ích kỷ của anh mà thôi. Hèn gì chiều nào, anh cũng đi ra ngoài với cái lý do là đi hóng mát, đi dạo cho khuây khỏa. Chắc không phải là như vậy đâu. Bọn họ chắc chắn đã lén lút hẹn hò với nhau, đặng ủ mưu bỏ đi. Trời ơi, sao cô lại là nạn nhân cho sự việc này? Còn con của cô nữa, mà phải chịu cảnh mới sinh ra đã không có cha. Không, cô sẽ không ở đây nữa. Cô muốn về nhà để được ôm lấy má mình mà khóc cho thỏa thích, cho dời đi cái mối ô nhục này. Đỡ lại nằm xuống giường, cả gia đình ông Chiến cứ nghĩ là chắc cô bị cú sốc quá nặng nên tinh thần không được ổn định, cần không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Ông kêu mọi người đi ra ngoài để cô ở lại đây một mình. Nguyên ngày hôm đó lại không làm gì cả. Cô chỉ nằm đó mà suy nghĩ về quyết định của mình. Và cuối cùng, giữa suy nghĩ ra đi hay ở lại, cô đã chọn ở lại. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cô chỉ mới được gả đi vài tháng, bây giờ mà quay về thì cha má cô phải đối mặt với làng xóm như thế nào? Mặt mày để ở đâu đây chứ? Nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ mấy hôm sau, mới sáng sớm, ông Giang và bà Nhàn đã đứng trước nhà ông Chiến kêu cửa. Anh Xui ơi, anh Xui! Có nhà không anh Xui ơi? Nhà của ông Giang và ông Chiến cách nhau một cái ấp nhỏ, nên tin đồn nhà ông Ba Chiến vừa cưới dâu về được vài tháng, thì thằng Trường con trai ông đã bỏ nhà theo gái, bị đồn đến tai ông Giang từ những người đi buôn bán xa gần có quen biết với ông về nói lại. Thoạt đầu, ông cũng chẳng tin, nhưng dần dần mấy ngày sau, ai cũng nói, làm cho ông cũng có chút nghi ngờ, huống hồ con gái ông, nếu đã có mang như bọn họ nói, thì tại sao lại chẳng đánh tin về báo cho ông mừng? Thế là hai ông bà bán tính bán nghi, hôm sau mới sáng sớm đã sửa soạn đi ngay qua nhà ông Chiến để giải đáp nỗi nghi ngại trong lòng. Ông Chiến nghe có tiếng kêu cửa thì đi ngay ra ngoài để xem là ai. Thấy ông bạn già của mình, ông Chiến liền có chút sượng vì chưa kịp qua khai lỗi với ông ấy thì hôm nay ông ấy đã đến nhà mình rồi. Ông Chiến đi ra mở cửa, cố gắng bình tĩnh hỏi. Anh chị Xui hôm nay qua không biết là có chuyện gì quan trọng hay không mà đi sớm quá vậy? Ông Giang ra chiều vui vẻ, ngó vào nhà một chút rồi nhìn sang ông Chiến, hỏi. Lần đầu gả con gái, không có nó ở nhà nên cũng cảm thấy nhớ nó quá. Hôm nay tôi và bà nhà đến đây thăm nó một chút rồi lại về. Con lại nhà tôi đâu rồi anh? Nó ở trong phòng. Mời anh chị vào. Cả ba người bước vào trong nhà, ngồi xuống cái bàn trà được đặt bên phải trước cửa nhà. Bà Lan đi ra, thấy hai vợ chồng ông Giang qua tới thì cũng có chút ngại ngùng và cảm thấy có lỗi với họ về việc làm của con trai mình. Dù vậy, bà cũng cố nở một nụ cười, rồi xuống đằng sau đem bình trà lên mời khách quý. Liên và Hoa thấy hai bác qua tới thì cũng chạy đến phòng của chị dâu mình mà thông báo. Lại nghe tin, có chút giật mình. Cô liền vào trong, thay ngay một bộ đồ đẹp đẽ, chải tóc gọn gàng, để cha má không nhận ra sự phờ phạc của cô từ mấy ngày qua. Bụng của Lại cũng đã gần 2 tháng,
nên có hơi mệt mỏi một chút. Lại cố vẽ một nụ cười trên môi, rồi đi ra ngoài kêu lớn. Cha, má! Thấy con gái mình đi ra với gương mặt rạng rỡ, bà Nhàn và ông Giang cũng bớt lo. Ông bà nghĩ, chăng những lời nói vừa qua ông bà nghe đều là nhảm nhí. Nhưng khi lại đi đến gần ôm má của mình, thì bà liền nhận ra con gái mình như đã gầy đi, mắt thâm quầng và mí mắt còn mọng đỏ. Với trực giác của một người mẹ, bà biết ngay chắc chắn con gái mình đang gặp chuyện. Bà vuốt vuốt tóc con gái rồi hỏi, con đây rồi, chồng con đâu? Sao nó không ra gặp cha má vậy? Dạ, anh ấy... Lại ngập ngừng không biết nên phải trả lời như thế nào. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày bị lòi ra thôi. Ông Chiến biết con dâu mình cũng đang rất khó xử, nên ông nghĩ dù gì thì mọi chuyện cũng không thể giấu nhiệm hoài được. Nên ông đành thú thật tất cả mọi sự việc xảy ra trong nửa tháng nay. Ông Giang và bà Nhàn nghe xong thì thất kinh. Không ngờ con gái mình lần đầu được gả đi lại phải chịu cảnh như thế này. Ông Giang trước giờ là người dịu dàng, ăn nói từ tốn. Tuy biết con mình nhận được đối xử không tốt từ người chồng, nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh mà nói. Nếu đã như vậy, sao anh không báo cho tôi biết gì hết vậy? Tôi cũng định vài ngày nữa thu xếp qua nhà chịu lỗi với anh chị, nhưng chưa kịp đi thì anh chị đã qua đây rồi. Tôi thật sự xin lỗi anh chị. Chuyện ra như vậy, gia đình tôi cũng không muốn, nhưng chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Ông Giang có thể nhẹ nhàng với gia đình bạn mình, nhưng bà Nhàn thì không. Bà không thể chấp nhận cho con gái của mình phải ở đây để nghe người ta nói ra nói vào. Thà người bị như vậy là bà. Bà Nhàn quay sang Lại, vừa khóc vừa cương quyết nói. Lại à, con vào trong lấy đồ rồi theo má về nhà. Má không thể đứng trơ mắt nhìn con ở đây chịu cảnh gièm pha được. Huống hồ con còn đang mang thai nữa. Dù cho người ta có chăm sóc con như thế nào thì cũng không hơn má ruột của mình đâu con. Lại chỉ biết khóc mà lắc đầu. Về nhà sao? Nếu cô về nhà, cha má cô sẽ mang tiếng là cô đứa con gái bị chồng bỏ, rồi họ sẽ bàn tán xôn xao, thậm chí sỉ nhục cha má nữa chứ. Cô không thể bôi trôi trách trấu vô mặt cha má của cô được. Ông Giang thấy vợ mình có chút nóng nảy, nói chuyện không kiên dè, nên ông đứng dậy nói với bà. Bà đừng có làm lớn chuyện thêm nữa. Chuyện xảy ra như vậy, anh chị đây cũng đâu có muốn. Họ cũng bị mất đi một đứa con, bà cũng là người mẹ có con, bà nên hiểu cho họ chứ. Thấy bà Nhàn đã có phần bình tĩnh lại, ông Giang quay qua vợ chồng ông Ba Chiến rồi nhẹ nhàng nói. Anh chị cũng đừng qua cảm thấy có lỗi, bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên vợ chồng tôi cũng không muốn trách anh chị làm gì. Vợ tôi tính như vậy, anh chị xem có được hay không. Bây giờ, vợ chồng tôi sẽ rước con gái của chúng tôi về để chăm sóc cho cả má lẫn con. Chúng nó hình như vẫn chưa có hôn thú gì đâu, đúng không anh? Ông bà Chiến nghe hỏi thì gật đầu. Ông Giang thấy vậy mới nói tiếp. Vậy thì anh chị cứ coi như là cuộc hôn nhân của hai đứa nó chấm dứt tại đây đi. Con trong bụng của con Lại vẫn là cháu nội của anh chị, nhưng giờ cha nó đã không còn quan tâm tới má con nó nữa, nên vợ chồng tôi xin phép rước con gái và cháu ngoại của chúng tôi về. Hàng tháng anh chị có quyền chu cấp tiền cho cháu nội của mình. Chúng tôi sẽ chấp nhận, anh chị vẫn có thể qua lại thăm cháu nội của mình bình thường. Cứ coi như cha má của nó lấy nhau không hợp rồi chia tay. Anh chị thấy tôi tính như vậy có được hay không? Ông Chiến và bà Lan nhìn nhau như thầm hiểu ý. Tuy có chút e ngại về cách giải quyết này, nhưng người sai là con trai của ông bà, nên bên nhà gái ra điều kiện và giải quyết như thế nào, ông bà đều phải chấp nhận. Thế là ngày hôm đó, Lại với cái bụng bầu dọn dẹp đồ của mình về lại nhà của cha má ruột sinh sống. Vợ chồng ông Chiến đành ngậm ngùi nhìn con dâu hiếu thảo và cháu nội chưa thành hình của mình rời đi một cách bất lực. Lại cùng với cha má về lại ngôi nhà thân thương quen thuộc của cô. Lúc đầu, người dân xung quanh biết chuyện thì cũng xì xào bàn tán dữ lắm. Ông bà Giang đi chợ rồi về nhà, chứ chẳng dám đi đâu như lúc trước.
Và rồi thời gian trôi đi, chuyện này cũng dần dần lắng xuống, chứ có ai rảnh rang đâu mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài chuyện của nhà người khác. Má con của Lại cứ thế sống êm đềm ở bên nhà ngoại. Cô nhận ra một điều là cô dường như đã quên đi người đàn ông ích kỷ đó rồi. Giờ cô chỉ biết dưỡng thai cho thật tốt để con cô được khỏe mạnh chào đời. Một đêm mưa bão sấm chớp ì đùng, Lại đang ngồi ăn cơm với gia đình mình thì bỗng bụng quặn đau từng cơn. Cô buông cả chén cơm đang cầm trên tay rơi xuống đất mà ôm bụng la lên. Ôi da, đau quá! Cha má ơi, con đau quá! Bà Nhàn nhìn ông Giang nói, chắc là nó sắp sanh rồi. Ông mau mau chạy đi kêu bà mụ đến đây lẹ lên đi ông. Tôi đi liền. Lại, ráng lên đi con. Nói rồi, ông quơ đại cái nón lá của vợ mình ở bên cạnh mà chạy nhanh qua nhà bà mụ cách nhà ông khoảng vài căn. Nhà chỉ còn lại bà Nhàn và thằng Nhân. Bà quay qua nó, nói, Nhân lại đây phụ má đỡ chị bé lên giường nằm, rồi chạy đi nấu cho má một ấm nước sôi nhanh lên. Hai má con hì hục đỡ Lại lên giường, Lại không kìm được mà nắm chặt chiếc chiếu hét lên đau đớn. Bà Nhàn thấy con la hét kêu đau thì vô cùng sốt ruột. Bà đi đến kéo chiếc quần của con xuống thì trời ơi, cái đầu của đứa bé đã lòi ra rồi. Bà hoảng hốt dịnh hai chân của con mình lại mà nói, Lại à, ráng lên con, hít sâu vô cho có không khí để em bé bên trong không bị ngợp. Con cố gắng chịu đau, đừng có la nữa. Con la như vậy sẽ rất là mất sức đó. Lại nghe má mình nói xong thì cố gắng không la nữa mà giữ sức để rặn. Lúc này bà mụ và ông Giang cũng đã đến. Nước thằng Nhân nấu cũng đã vừa sôi. Bà mụ đi đến chỗ Lại đang nằm xem rồi nói, đầu đứa bé sắp ra rồi, hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng đi con, ráng lên con. Lại nắm chặt tay, móng tay đâm vào da đến bật máu. Một hồi lâu sau, trong tiếng mưa và tiếng sét, Lại hít vô thật sâu rồi la lên một tiếng, dùng tất cả sức lực để dồn vào lần này. Và rồi một tiếng khóc oe oe vang lên, làm cho tất cả mọi người trong nhà đều vui mừng. Bà mụ la lên, ra rồi, chúc mừng con nha Lại, là con trai. Đứa bé này vừa sinh ra thì cũng vừa lúc trời tạnh mưa. Nhìn mặt của nó y chang Lại, ông ngoại vừa ẩm thì nín khóc ngay. Trong nó khấu khỉnh đáng yêu làm sao. Ông nhìn ra bầu trời đêm đen ngoài kia, rồi nhìn lại đứa cháu của mình, rồi nói, thằng này vừa ra đời thì mưa cũng vừa tạnh. Lại à, cha đặt tên nó là Quan nha con. Cha mong sau này tương lai của nó sẽ luôn sáng lạng, chứ không có đen kịch như bầu trời đêm hiện tại. Lại mệt mỏi nhìn cha mình, gật đầu nhẹ nhàng, rồi mỉm cười nhìn con mà ứa nước mắt. Thật tội nghiệp, vừa sinh ra thì đã không có cha rồi. Ông Giang thầm tự trách, nếu như ông đừng hứa hẹn gì với người ta thì giờ đây con ông đã không chịu cảnh đơn côi như vậy rồi. Thôi thì dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng cố gắng mà lo cho con, cho cháu, để đền bù lại cho chúng nó, chứ biết phải làm sao bây giờ. Năm năm sau, thấm thoát đã 5 năm trôi qua êm ả. Giờ đây con của Lại là thằng Quang đã được 5 tuổi rồi. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai. Mới ngày nào cô còn là một cô gái thôn quê chân chất, mà giờ đã trở thành một người phụ nữ 24 tuổi, mang danh gái một con. Thằng Quang từ nhỏ đã được ông bà ngoại cưng yêu hết mực. Ông Giang thương nó như một đứa con út của ông. Ông dạy cho nó biết từ con vật và tên của cây cỏ quanh nhà. Thằng Quang lanh lắm, vì từ nhỏ đến giờ nó không có cha, cho nên nó coi ông ngoại của mình vừa là cha vừa là ông ngoại. Thường ngày, mỗi lần đi học về, nó đều chạy quanh nhà tìm ông Giang kêu Giang lên, cha ngoại ơi, con đi học về rồi nè. Quang kêu ông Giang bằng cha ngoại, ban đầu cứ tưởng là nó chưa biết gì nên không có sửa sai gì cho nó cả. Mỗi lần mà nó kêu ông Giang như vậy khiến cho ai cũng đều phải bật cười. Riết rồi thành thói quen,
giờ mà kêu nó sửa lại bằng ông ngoại thôi thì cũng không được nữa rồi. 5 năm qua, Lại vẫn ở dạy nuôi con, chẳng muốn tiến thêm bước nữa với bất cứ ai. Mặc dù cũng đã có người ngỏ ý mở lời, nhưng nhìn lại thằng Quang, nó còn quá nhỏ. Cô sợ nếu cô đi lấy chồng thì con cô sẽ bị ảnh hưởng, nên cô đành im hơi lặng tiếng. Mặc dù cũng là người phụ nữ, cô cũng biết buồn, biết tủi thân, biết ham muốn như bao người khác. Cứ mỗi lần nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc thì cô lại thấy tội nghiệp cho Quang nhiều hơn nữa. Dù cho ông bà Giang có yêu thương nó cho đến cách mấy thì nó vẫn thiếu thốn tình thương của một người cha. Ở một nơi khác, nhà của ông Sang đang có lời qua tiếng lại giữa ông và thằng con trai độc nhất của ông tên là Minh. Minh năm nay cũng đã ngoài 30, gương mặt điển trai rất ưa nhìn. 6 năm trước, anh cưới một cô gái người dân tộc Khmer ở ấp kế bên. Cô gái đó tên là Sa Mai. Hai người sống với nhau đến nay mà vẫn chưa có một mụn con nào. Minh thì lại là con một trong nhà, nên chuyện con cái đối với anh là bắt buộc phải có. Không nhiều thì ít nhất phải có một đứa con và bắt buộc phải là con trai. Minh và Sa Mai về sống chung với nhau, ban đầu rất hạnh phúc. Lúc mới yêu, cô dịu dàng nết na, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp. Một nét đẹp riêng của người dân tộc, nhìn thoáng qua là đã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cưới nhau về được mấy ngày thì cô mới bắt đầu lòi ra nhiều thói hư tật xấu của mình. Hai vợ chồng sống với nhau rồi thì Minh mới biết là vợ của mình không biết nấu ăn, lại cộng thêm cái tính lười biếng, chén dĩa ăn hôm nay đến ngày mai mới chịu đi rửa. Hễ Minh nói ra thì cô lại dở cái giọng chanh chua lên cãi, làm cho Minh ngỡ ngàng, vì lúc yêu nhau cô chưa từng ăn nói như vậy với anh một lần nào cả. Người là do anh chọn, nên anh chẳng dám than với cha má mình về những điều bất ngờ này. Nhưng rồi cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, bởi vì cha má của Minh đến thăm nhà riêng anh thì mới thấy con dâu của mình đã thay đổi như thế nào. Ông Sang là một người đàn ông trụ cột trong gia đình của mình, nên lời nói của ông là cực kỳ nặng ký đối với từng thành viên trong gia đình này. Ông không bao giờ lên tiếng về những điều mà mình chưa chắc chắn. Tiếp xúc thời gian lâu, ông cũng hiểu tánh tình con dâu của mình ra sao. Ông chẳng nói gì hay biểu hiện sự bất mãn nào, vì đó là lựa chọn của con trai mình. Ông im lặng để chờ ngày nó sẽ nói với ông là nó không thể sống chung với một người con gái như vậy nữa, thì lập tức ông sẽ kêu nó bỏ vợ hiện tại mà tìm một cô vợ khác tốt hơn cho nó ngay. Ông không ngại hàng xóm đàm tiếu, mà ông chỉ sợ con mình khổ mà thôi. Cho đến ngày hôm nay, hai đứa sống với nhau đã được 6 năm mà vẫn chưa có đến một đứa con, thật sự đã làm cho ông thấy nóng lòng. Ông gọi Minh đến nhà rồi tức giận đập bàn quát: "Tụi bay tính đến khi nào thì mới cho ông già này có một đứa cháu đây? Có ai đợi cưới nhau về cả 6 năm rồi mà chưa có được một đứa con như tụi bay không? Mày về mà hỏi con vợ mày đi, nó có đẻ cháu cho tao được hay không? Nếu như đẻ không được thì để tao đi tìm con dâu mới về đây đẻ cháu cho tao." Minh đứng đó nghe tất cả những lời chỉ trích từ cha của mình. Anh không dám nói gì cả, bởi vì anh biết trọng trách của anh quyết định cả huyết mạch của nhà họ Trần này. Sau khi ông Sang chửi một mạch xong, rồi hỏi Minh lại một lần nữa: "Bây giờ sao? Mày có chịu bỏ cái con nhỏ đó để đi cưới vợ khác hay không?" Con... Anh đứng đó lắp bắp, chẳng biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, má của anh cũng lên tiếng. Bà Thủy nói nhẹ nhàng: "Hai, Minh à, nghe lời má đi con. Bỏ con nhỏ đó, rồi cha má cưới vợ khác cho con. Mấy năm nay, từ lúc hai đứa lấy nhau rồi cất nhà ra ở riêng đến bây giờ, cha má cảm thấy rất phiền lòng. Con có biết tại sao hay không?" Minh cúi đầu lễ phép nói: "Dạ con không biết." "Tại vì từ lúc hai đứa ra ở riêng đến nay, nó chưa từng tự giác qua nhà của cha má phụ hợ này kia dù chỉ một lần. Đến năm Tết đến, nó đến cho có mặt rồi lại đòi về nhà riêng. Tuy cha má không nói, nhưng đâu phải cha má không biết là nó lười biếng dọn dẹp, không biết nấu ăn, lại cộng thêm ăn ở dơ đâu con.
cha má đến nhà riêng của bay một lần, nhìn cái nhà sơ qua thôi là cũng biết được nữ chủ nhà trong ngôi nhà đó nó như thế nào rồi. Cha má im hơi lặng tiếng, vì đây là sự lựa chọn của con, thì chính con sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó. Vậy mà cả 6 năm nay, con cứ sống như vậy chẳng một lời kêu than, hà tất gì phải chịu đựng như vậy hả con? Thôi, nghe lời cha má mà bỏ nó đi, rồi cha má tìm cho con một người vợ khác tốt hơn con này gấp 100.000 lần. Minh do dự suy nghĩ rất lâu, chẳng dám ho he. Thật ra 6 năm nay, anh sống với người vợ này toàn là ôm trong lòng nỗi thất vọng. Ban đầu yêu nhau, anh hy vọng vào cô bao nhiêu, thì bây giờ chán chê cô bấy nhiêu. Không phải vì vẻ lượng thuộc bên ngoài, mà là vì tính cách của cô không chịu tiếp thu những lời mà anh nói, làm cho anh cảm thấy chán nản. Nhưng vì sĩ diện và vì kiên quyết muốn cưới cô về làm vợ, mà ban đầu anh đã nói với cha má, khiến cho anh phải cố gắng chịu đựng người vợ này. Đôi khi đi ra đường, thấy mấy người đàn ông cỡ tuổi anh đều đã có con lớn tòng ngọng, biết chạy nhảy vui đùa, đu theo cha má nũng nịu, mà anh thèm khát một đứa con nít để vui nhà vui cửa và giảm bớt áp lực về con cái cho cha má an lòng. Vậy mà mỗi lần tối đến, anh thủ thị với vợ là muốn có con, thì cô lại làm ra bộ mặt hời hợt mà nói với anh rằng: làm gì mà anh gấp dữ vậy? Con cái là của trời cho, ông trời chưa chịu cho thì em biết phải làm sao? Với lại em cũng chưa có muốn được làm má đâu. Hay là vài năm nữa đi, rồi vợ chồng mình có con hén anh. Nói xong thì cô lại quay mặt qua chỗ khác mà ngủ, làm cho anh mất cả hứng chuyện chăn gối. Dần dần, những điều đó như một thói quen, làm cho anh quên đi những ham muốn của một thằng đàn ông. Vì cứ mỗi lần sát lại gần thì anh lại nghe được cái mùi thum thủm từ người vợ của mình. Chắc là hôm nay cô lại than lạnh không muốn tắm, bởi vì vấn đề này anh cũng đã từng hỏi cô, và cô đã cho anh những câu trả lời như vậy 10 lần như một. Ông Sang và bà Thủy thấy con trai mình cứ đứng đó ậm ừ thì bèn hỏi lại một lần nữa: sao? Con nghĩ như thế nào thì cứ nói ra cho cha má biết. Minh nghĩ, thôi, nếu cha má đã mở lời ngay đúng cái nút thắt trong lòng như vậy thì anh sẽ nêu ra suy nghĩ của riêng mình. Dạ, nếu như cha má muốn như vậy thì phận làm con cái sao dám không tuân. Nhưng mà con không biết nên nói chuyện này cho Mai như thế nào, và liệu cô ấy có đồng ý hay không. Ông Sang thấy con gật đầu đồng ý thì mừng thầm trong lòng, đáp nhanh: muốn thôi con đó là thiếu cha gì cái lý do để nói hả con? Mày cứ lấy một cái thói hư tật xấu gì của nó ra mà làm lý do rồi thôi ngay là được chứ gì. Dạ con biết rồi, thưa cha thưa má con về. Minh quay người bước đi. Trên đường về nhà, anh cảm thấy tâm trạng hôm nay rất lạ. Có lẽ lòng anh đã không còn nặng trĩu nỗi buồn như lúc trước nữa. Thế là hôm đó, Minh nghe theo lời cha má của mình mà tự tin đi về nhà. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Mai nằm trên giường ngủ khò, mà chén bát thì chưa rửa, đồ đạc ngổn ngang. Anh tức giận, cầm mấy cái chén dơ vẫn chưa được dọn, còn đang nằm trên bàn mà ném xuống đất dở tan tành. Mai đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng động lớn thì liền tỉnh dậy mơ màng nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra. Thấy có cái chén dở và Minh còn đang đứng đó nhìn cô giận dữ, cô quát: mới sáng sớm mà anh làm cái gì vậy? Cô nhìn lại trời coi là trưa hay sáng. Tôi cưới cô về làm vợ để cơm bưng nước rót, chứ không phải cưới cô về để cô cứ nằm ngủ đến trưa trời trưa trật như thế này. Cô đừng có thấy tôi không nói gì rồi làm lừng. Anh bị cái gì vậy? Tự nhiên đi đâu về tức giận với ai bên ngoài rồi lôi tôi ra trút giận là sao? Cô ta đưa tay lên miệng ngáp ngáp rồi bước xuống giường, dép cũng không thèm mang vào mà đi xuống nhà sau. Minh thấy vợ mình như vậy thì càng tức giận hơn. Canh lúc cô đi ra ngoài, anh đi lại cái tủ gỗ trong nhà, lấy ra một tờ giấy và một cây viết, rồi ngồi xuống bàn, cầm cùi viết.